Chào mọi người, rất là nhiều người yêu thích cũng như muốn trồng cái việt quất này, bởi vì nó khá là ngon với là rất là bổ dưỡng. Nhưng mà lại thường hay gặp cái vấn đề, thứ nhất là nó có thể là trồng ấy, càng ngày càng chết dần chết mòn đi, hoặc là nó sống thì cũng ra quả rất là kém, hoặc là không có ra quả tiếp nữa. Đấy, thì ở trên tay mình đang là một cái chậu cây việt quất đang có quả xanh với cả quả chín đây mọi người này. Đấy. Thì video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một số cái lưu ý để mọi người có thể trồng và chinh phục được cái việt quất này, có thể thường xuyên cho quả và có thể là thưởng thức đều đặn mọi người nhé. Đối với việt quất ấy, thì trong quá trình mà trồng chăm sóc thì cái giá thế hệ này là cực kỳ là quan trọng, bởi vì nó là ở đây cái chậu này mọi người có thể thấy này. Đấy, mình lôi lên, lôi cổ nó lên để mọi người có thể thấy ở đây cái giá thể rất là nhẹ, nhỏ thôi, cái bầu này cầm lên rất là nhẹ nhàng và rất là tới xốp thoáng mát. Đấy, và có cả những thanh đá bọt này và cái rễ, bộ rễ của nó quấn quanh rất là tới xốp, cảm giác sơ rất là thoáng và mềm mại. Đấy, chứ không có nặng hay là bị chuệt đâu. Đấy, mọi người thấy này, từ đấy này thì để được cái giá thể tới xốp như thế thì mọi người có thể làm bằng những cái cách như thế nào. Thì ở đấy mọi người có thể thấy là về cái chậu thì mọi người có thể trồng, tốt nhất là trồng chậu to hơn như thế này đi nhá. Chúng ta có thể trồng chậu cỡ từ khoảng 25 đến khoảng 30 phân như thế này. Đấy. Cao thì khoảng sâu của nó khoảng 20 phân như đấy, tầm tầm như này, hoặc to hơn cũng tốt nhá. Về cái đất ấy, thì mọi người nên dùng những cái đất mà nó phù sa màu mỡ và tơi, độ thoát nước tốt. Nếu trường hợp mọi người mua những cái bao đất sạch ở ngoài ấy, thì nên trộn thêm nhiều loại khác, nó không nên trồng mỗi cái đất đấy, bởi vì đất đấy thường thường mọi người trồng thì về sau ấy, nó đóng cục đóng tảng rất là kém. Đấy, phải tơi. Đây mọi người có thể thấy này, nếu mà cái giá thể mà mọi người trồng về sau mà nó đóng thành một khối, khi mình càng tưới nó sẽ đóng vàng này hoặc là thành nguyên tảng như này, thì cái phát triển rất là kém hoặc là có thể là rất là dễ chết, vì là nó rất là cứng này, cũng như là cái rễ của nó, cái thở nó kém. Đấy, rồi này rất là nặng, khi cầm lên là cực kỳ nặng và tưới thì nó thoát nước cũng kém, giữ nước cũng kém luôn. Đấy, thì mọi người nên trộn một số cái thành phần này. Ở đấy là có thể thấy là ngoài cái phấn chuông thì mọi người có thể dùng cả cái loại phấn chuông khác nhau, ví dụ như ở đây có cái báo phấn trôn quế này. Đấy, những cái phấn trôn quế, cái này là trôn quế là thu rất là tơi và ẩm. Đấy, nó ăn khá là sạch sẽ và gần như nó không có mùi luôn mọi người này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, phần trôn quế, phần chuông mọi người có thể là cho thêm khoảng 1/3, ngoài 1/3 đất thì 1/3 phần chuông thì càng tốt. Đấy, còn lại mọi người trộn thêm những cái loại vỏ cây như thế này. Ở đấy là cái vỏ cây thông, để khoảng 3-4 năm như đấy, những cái vỏ cây như này hoặc là vỏ lạc này, rồi là những cái bã mà có thứ thoáng xốp này, tạo nên cái sự tới xốp của cây, rất là bộ rễ của nó cực kỳ là tốt đây. Rồi mọi người có thể là trộn thêm được cái đá bọt. Đấy, đá bọt là cái mà, này như này, những cái hạt này tạo nên độ thoáng, thứ không có bị tán mà rất là thoáng, tới xốp rất là nhẹ nữa, bộ rễ của nó cực kỳ là yêu thích luôn. Thường thường những cái cây mà sợ bị úng, giống như là những cái cây mọng nước, xương rồng, sen đá thì rất là hay dùng cái loại này, thành ra nó cực kỳ lợi, tuyệt vời và lý tưởng. Về sớ dưa thì những cái loại sớ dưa mà ủ rồi hoặc là rửa chát kỹ thì mọi người có thể là bổ sung thêm, ủ thì mọi người có thể là bỏ thêm một chút cũng được. Đấy, đầu tươi bỏ thêm một phần. Và những cái thành phần nên ưu tiên đấy là cả cái loại vỏ cây hoặc là vỏ lạc này hoặc là xỉ than, để tạo nên cái đồ tới xốp. Còn nếu mà có cái đá bọt này nữa thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy là về cái giá thể để mọi người có thể là trồng nhá.
đất thì chỉ khoảng 1/3 là đẹp rồi nếu mà trồng trong chậu. Thường thường thì đa phần mọi người sẽ hãy trồng trong chậu để cho nó chấm và hạn chế cái việc là bị úng. Ngoài ra khi mà những cái cành đã sau khi cho cái lứa quả hoặc là những đến khi là bắt đầu nói cành nhỏ nhỏ thì mình cắt bớt đi để cho tạo những cái cành mới bật này, cho tạo cái sức sống mới để có thể là dễ đầu quả đạt quả được hơn. Thứ hai là cái việc mà thói quen tưới nước thì mọi người nên chấm và tưới nước ở mức độ đủ ẩm vừa thôi. Đấy, khi nào hơi khô khô bắt đầu chúng ta tưới lại, không nên là theo kiểu là thường chúng ta hay là ngày nào cũng tưới và tưới rất là nhiều thì cái đấy là cực kỳ là hại cho bộ rễ, cho cái cây. Cũng như cái việc là mọi người băn khoăn về việc là ưa bóng hay là ưa ngoài nắng hay là phải để ở chỗ nào như thế nào thì nó cũng như một khá là nhiều loài cây ăn quả khác thôi. Không nên là mình để những ở dưới tán cây nó lâu quá, nhưng mà cũng không nên là nếu mà những cái vùng mà thời tiết nắng nóng nhiều ấy, nhiệt độ rất là cao và hoặc là gió lao thì không nên là để phơi ở ngoài, bởi vì khi phơi ở ngoài mà mình trồng ở chậu này cây của nó bộ đặc biệt là bộ rễ cực kỳ là rất là nóng, và nếu mà mình tưới đặc biệt là nếu mà tưới cả buổi sáng nữa thì cái nhiệt độ với cả là bộ rễ của nó cực kỳ là bị nóng lên rất là nhiều. Cho đó là cần ít nhất ấy, nếu mà mình không che đến hoặc là mình để ở chỗ nào mà có những cái dơ rẫm mát đặc biệt là buổi chiều càng tốt, hoặc là mình phủ ở dưới cái gốc nữa thì càng đẹp. Có lẽ là dùng lưới đen hoặc là rơm rạ hoặc là cái máu tải hoặc là những cái để có thể là giúp cho cái bộ cái gốc và cái rễ của nó mát nhất có thể thì là càng tốt. Đó là một số chia sẻ để mọi người có thể trông được cái cây việt quất này một cái thành công nhé. Đây là cái quả nó, mọi người có thể thấy khi bắt đầu nó tím đen đen như này là bắt đầu có thể là thu được rồi, tím than như này đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.